Xin kính chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì Dương Mai của bà ngoại có làm cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ghép giống dở siêu ông Sài Gòn lá lớn bên vườn của bà ngoại nha cô chú anh chị. Mức giá chỉ từ 200.000 ha, 200 đến 250.000 một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Một cây cũng bao phí, thì mong cô chú anh chị mình xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của bà ngoại nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu về giao lưu nha. Bà ngoại, ngoại chào giùm con, chào bà con giùm con nha ngoại nha. Xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa trong cả nước ạ. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có nhiều loại giống mới. Thì cũng giờ chơi Tết và vừa lấy bo cũng thuận tiện nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nhé. Rồi, mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Mã số là 51N ha. Rồi, 51N là một cây giảo siêu ông Sài Gòn lá lớn đó nha cô chú anh chị. Cây này tàn đều đẹp nha. Tàn thông đều đẹp ha. Nụ thì bao vàng nụ luôn. Này mỗi mắt lá đều có nụ ha, và nụ lên mà mở gà sáng nụ nha. Trời ơi củ đế nè, nguyên củ nở luôn cô chú anh chị nha. Rồi ngoài đó không số giùm con luôn mày. Cây này hoành được 8. Rồi. Chiều cao là được 59. Tháng ngang là được 48. Thì cái cây nó cũng ngon dữ lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây nó sung lắm, năm nay dày sang năm là nó còn lớn dữ nữa nha. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây này là chỉ có 280 thôi nha cô chú và quý anh chị mình. Trời ơi nụ cái bằng nó đơm thấy ham luôn, cây này chuyên bàn là rất là đẹp tuyệt vời nha. Đó, rồi mã số 52 N nha cô chú anh chị. Rồi một cái siêu ông Sài Gòn lá lớn đó nha cô chú anh chị mình. Rồi nút nụ đồ nó ngon lành luôn nha cô chú anh chị ha. Sáng nụ cực kỳ ha. Đế có nha, củ đế nở ha. Nguyên củ nè. Rồi thông số luôn nha mày. Cây này hoành được 7,5 gần 8 mà tính 7,5. Rồi. Chiều cao là được 64. Tán ngang là được 59. Rồi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này là chỉ có 220 thôi nha. Rồi 220 đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 53N nha cô chú anh chị. Một cây siêu ông Sài Gòn lá lớn đó nha. Nụ quá xá nụ luôn cô chú anh chị. Lừ nụ luôn nha. Nụ lên mà mở gà rất là đẹp nha cô chú anh chị. Sáng nụ ha. Rồi nguyên củ nở luôn. Rồi ngoài đó không số giùm con nha mày. Liền cốt luôn, hàng ngon nha cô chú anh chị. Cây rất là sung, rất là khỏe luôn, bông siêu đẹp luôn. Cây này hoành được 7,5. Rồi. Chiều cao là được 51. Rồi. Tán ngang là được 47. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn nhiêu đây ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thấy cái cây nó sung nó rất là ngon hắn. Cô chú và quý anh chị mình cũng nhờ thương mà ủng hộ cho nhà vườn. Cây này là chỉ có 250 thôi. Đợi cho. Rồi tiếp theo cây mã số 54N nha cô chú anh chị. Rồi một cây giả siêu ông Sài Gòn lá lớn đó ha. Rồi hôm nay lên toàn bộ là siêu ông Sài Gòn lá lớn nha. Rồi củ đế có luôn nè cô chú anh chị. Rồi ngoài đó không số một con không mày. Cái này hoành được 8. Rồi, nó đủ có luôn nha. Đó. Chiều cao là được 57. Rồi. Tán ngang là được 46. Rồi. Cái này thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là chỉ có 230 thôi nha. Cây này rất là ngon, nó cũng hình quái rồi nè nha cô chú và quý anh chị mình, cái gốc đó. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 55N nha cô chú anh chị. Một cây siêu ông Sài Gòn lá lớn nữa ha. Nụ quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Lừ nụ luôn nha. À, ngoài đông sớm con ngoài. Củ nở luôn cô chú anh chị ơi. Cây này hoành được 8,5. Nụ cực kỳ nhiều luôn nha cô chú anh chị. Để lấy bo hay mình ghép vô cũng ngon nữa. Chiều cao là được 58. Rồi cái này mình dành để bàn cho Tết. Tuyệt vời.
cá ngang là được 39. Rồi. Thì cái cây cái dáng nó hơi xiên xiên cũng rất là đẹp hết cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây này là chỉ có 230 thôi nha, là một cây rồi xứng đáng á cô chú và quý anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 56N nha cô chú anh chị mình, một cây giảo sum Sài Gòn lá lớn tiếp tục ha. Cây này tàn khá to đó cô chú anh chị, nốt nụ quá, quá trời luôn nha. Rồi, mời đó không sớm con luôn nha. Cây này hoành được 8. Rồi, nụ nốt ngon lành nha. Chiều cao là được 61. Tán ngang là được 55. Thì nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ giùm rất là mang ơn nha. Cây này là chỉ có 220 thôi. Rồi 220. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 57N nha cô chú anh chị. À, cụ đây có luôn ha, nụ ha. Quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha, lừ nụ luôn. Rồi, thông số giùm con nha mày. Ngược bè mày. Rồi. Cây này hoành được 8,5. Chiều cao là được 49. Rồi. Tán ngang 49 luôn. Rồi, cái này giao luôn như đây ngoài. Thì cái cây nó tròn rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ là có 250 thôi, là một cây xứng đáng nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 58N nha cô chú anh chị, một cây giảo sum Sài Gòn lá lớn ha. Cái này nút nụ khá là nhiều luôn cô chú anh chị. Nụ nè. Ngon lành luôn ha. Ồ, đế thú nha cô chú anh chị, nguyên con thú nằm luôn, quá đẹp. Rồi thông số luôn nha mày. Cây này hoành được 10. Rồi. Chiều cao là được 68. Rồi. Tán ngang là được 51. Rồi. Thì cái cây này, cái bộ đế này ít có lắm nha cô chú và quý anh chị mình, nhìn rõ coi rất là đẹp, con thú rất là đẹp luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà chăm sóc được vậy thì ủng hộ cho cái cây này là chỉ có 250 thôi. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 59N nha cô chú anh chị. Rồi, một cây giảo sum Sài Gòn lá lớn nữa ha. Nốt nụ có luôn cô chú anh chị ơi, nụ quá xá nụ luôn nha. Rồi, cho con xin thông số luôn nha mày. Cụ nở ha. Cây này hoành được 8. Rồi. Chiều cao là 56. Rồi. Tán ngang là 45. Rồi. Cái này mình giao lô bao nhiêu đây ngoại? Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà ủng hộ cho nhà vườn chỉ có 220 thôi, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi, đợi cây ha. Rồi, cây mã số 60N ha, sum Sài Gòn lá lớn đó cô chú anh chị ha. Nốt nụ nó quá trời luôn cô chú anh chị ha. Rồi, củ nở ha. Rồi, thông số luôn. Thông số luôn nha mọi. Cây này hoành được 9. Chiều cao là được 58. Tán ngang là được 46. Rồi. Cây này giao lưu bao nhiêu đây ngoại? Thì cô chú và quý anh chị mình cũng xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ là có 250 thôi nha. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ giùm Tết có được chút ít tiền để xây trở rồi, rất mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi cây này cuối clip luôn hả ngoại? Rồi. Rồi ngoại chào hết luôn giùm con đi. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mừng ăn phát tài nha. Thì sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.